Ở đây còn nhiều chỗ đẹp lắm. Khi nào rảnh rỗi anh sẽ đưa em đi khám phá. Anh hứa đó nha. Ngỡ Thiên là thiếu gia nhà giàu, Điệp chủ động theo đuổi anh. Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày sừng nó mọc ra. Tuy nhiên cô lại nhanh chóng rũ bỏ mối tình đó vì một người đàn ông giàu có hơn gấp nhiều lần. Sao không phải là người khác mà là ba của anh? Đừng tiếc nuối một người con gái như em. Hãy quên em đi. Đón xem những diễn biến tiếp theo của phim truyện Việt Nam Trận Đồ Bát Quái, 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1.